Dạ Vườn Mai Trái Chè Bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay mới về một lô mai cúc thọ hương tuyệt vời ông mặt trời luôn nha. À, tất cả đều là dáng lông rất là đẹp luôn cả nhà, và cành nhánh nó sum xuê hết. Loại này cả nhà biết không, nó là uốn dáng lông từ nhỏ luôn cả nhà. Bây giờ em sẽ vào chi tiết cho cả nhà mình cùng xem ha. Cả nhà nhìn nè, trời ơi nhìn mát mắt ha, mê mẩn luôn cả nhà với lô cúc thọ hương này luôn ha. Đây, em sẽ vào chi tiết cho cả nhà mình cùng xem nha. Đó, đây thì cái cây nó tất cả đều uốn dáng lông như thế này nè cả nhà. Đây cả nhà nhìn nè, nó uốn 100% dáng lông hết đó cả nhà nhìn nha. Đây ha, wow, cây thì cành nhánh rất là xum xuê và nó đang tạo nụ nữa nè. Đó còn rễ nha, lô này thì rễ nó thường thôi cả nhà, chứ nó không có đặc biệt lắm. Có một số là rễ nơm không quấn rễ ha, có một số là rễ nơm không quấn rễ, thì ai thích cái loại đó thì em lựa cho cũng có nha. Cái loại này thì củ nở nhỏ nhỏ ở dưới thôi cả nhà, nó quấn hơi sâu, nó quấn hơi sâu nè. Nè cả nhà nhìn nè, ở dưới nè, đây là cái rễ nơm ha. Chiều cao của cây thì hai gang tay em thì cầm khoảng 35 cả nhà. Nè đây cả nhà nhìn nè, cây nó rất là xinh cả nhà ơi. Đó, đây cái lô thọ hương này phải nói là nó được hai mùa hơn rồi cả nhà. Ngay chỗ này thì nó đã liền rồi, chúng ta tháo ra được rồi nha, tháo ra được rồi, không có cần phải để nữa nha cả nhà. Tại do công việc nhiều quá cho nên tụi em không có tháo được thôi. Nó rễ thì đây, nó rễ nó đơn như thế này ha, nhưng mà cành nhánh nè, loại này chơi tết ok luôn nha. Đó, một số nó nơm nè cả nhà nhìn ha, rễ nhiều ha, cây cành nhánh nó xum xuê nè cả nhà. Rồi nhìn rất là đẹp luôn nha. Đó thì một số nó cũng có quấn rễ như thế này ha. Tùy thích thì ai thích nơm thì lấy nơm, còn ai thích cái rễ lòi lên thì cũng có. Cho nên là khi mà lấy thì chúng ta cứ nói là bên em sẽ lựa nha. Cả nhà nhìn nè, nó đang tạo mầm hoa nè. Đó, rất là đẹp luôn ha. Coi cái cốt nó nè, nó liền cốt hết rồi ha. Đây là giá em bán 130 ngàn một cây thôi nha cả nhà. 130 ngàn một cây. Nếu chúng ta lấy 4 cây em bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng một. Đây cả nhà nhìn rễ nó nha, rễ nó đơn đơn thôi, lô này rễ đơn đơn thôi chứ nó không có đặc sắc nha. Chủ yếu là cành nhánh tàn dốc nha cả nhà. Đây, đây cả nhà nhìn nè. Đó, cây rất là xum xuê, rất là đẹp luôn, và cái cốt nó mập lù luôn nè. Cốt nó mập lù luôn ha, cái này do là không tháo dây kịp á cho nên là nó bị xiết cả nhà, chứ không sao hết, rễ đây ha. Đó, đây cành nhánh cả nhà nhìn nè, dáng lông cành nhánh xum xuê như thế này, giá chỉ có 130.000 một cây thôi cả nhà. 130.000 một cây ha, dáng lông như thế này đây. Rồi 4 cây em bao ship, 10 cây em tặng một nha. Đó, đây cả nhà nhìn quá đặc sắc luôn ha, quá đặc sắc luôn. Rồi tiếp tục cái hàng bên đây em giới thiệu với chúng ta, đó sẽ là cúc đại phát nha. Đó, đây cúc quân tử đó cả nhà. Đây ha, đó đây nè, rễ nè, rất là đẹp luôn nha. Chiều cao của nó là khoảng hai gang tay của em nha. Đó, hai gang tay cúc đại phát ha. Đó, đây giá là 100.000 một cây nha. Cúc đại phát 100.000 một cây, lô này rễ rất là đẹp nha cả nhà. Đó, rất rễ rất là đẹp. 3 cây em bao ship nha, 10 cây em tặng một nha cả nhà. Đây là giống cúc đại phát ha. Rồi tiếp tục hàng bên đây, hàng bên đây sẽ là cúc nhị đỏ hay còn gọi là cúc lá gai. Thì loại này hoa to cực đỉnh cả nhà, hoa rất là to luôn. Đó, đây em sẽ đi vài giờ dài vô nè. Đó, đây là cúc nhị đỏ nha. Đó, rễ nè. Đó, giá cũng là 100.000 một cây. 3 cây em bao ship, 10 cây em tặng một. Em sẽ quay sơ lược lại bên nến thọ hương nữa nè cả nhà, cho cả nhà mình xem mà mê mẩn luôn ha. Rất là đẹp nha cả nhà. Đó, cành nhánh là xum xuê vô cùng luôn đó. Cả nhà nhìn nè. Ôi, cành nhánh cái cây, cái lô này phải nói là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Lâu lâu nó mới có một lô đẹp như thế này á cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy ha, rất là đẹp luôn. Rồi, ai thích loại này thì xin hãy alo cho Vườn Mai của Trái Chè Bông nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.